Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên mình. Hôm nay Sơn Nhật Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối laptop với TV qua cổng HDMI một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất. Hiện nay có rất nhiều cách để chia sẻ nội dung đa phương tiện và chia sẻ qua cổng HDMI là một cách nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng nhất mà có thể nhiều người chưa biết đến. Video hôm nay sẽ cho mọi người biết khái niệm cơ bản về HDMI, cách sử dụng nó để kết nối laptop với TV và giải đáp một số thắc mắc cũng như câu hỏi của các bạn thường gặp với HDMI. Điều thứ nhất, HDMI là gì? HDMI là một trong những chuẩn kết nối chất lượng hiện nay giữa thiết bị nguồn sang thiết bị phát. Có thể nói, nhờ HDMI thì không chỉ nội dung hình ảnh đi kèm mà nội dung âm thanh cũng được truyền tải một cách nhanh chóng. Thứ hai đó là cách kết nối laptop với TV thông qua cổng HDMI. Trước khi bắt đầu kết nối, bạn hãy trang bị cho mình một laptop và một TV có hỗ trợ cổng HDMI. Đi kèm với thiết bị nguồn và thiết bị phát thì cáp HDMI cũng vô cùng quan trọng cho việc kết nối này. Cáp HDMI có thể mua được ở các cửa hàng linh kiện điện tử hoặc những trung tâm chuyên về điện tử công nghệ. Sau đây là những bước chi tiết để các bạn có thể kết nối laptop với TV qua cổng HDMI. Bước thứ nhất, nối một đầu dây cáp HDMI với cổng HDMI trên laptop. Bước thứ hai, nối đầu HDMI còn lại vào TV. Bước thứ ba, trên TV của bạn sử dụng remote chọn nguồn vào TV là HDMI 2, tương ứng với cổng HDMI mà bạn cắm trên TV. Bước thứ tư, bạn hãy nhấn vào tổ hợp phím Windows P trên laptop. Bước thứ năm, chọn duplicate trên laptop là xong. Sau khi ghép nối thành công, bạn có thể dễ dàng trình chiếu mọi nội dung từ laptop lên màn hình lớn của TV cho tất cả mọi người cùng xem. Và sau đây mình sẽ giải đáp một số câu hỏi mà các bạn thường gặp về HDMI. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, cáp HDMI có thể mua ở các cửa hàng điện tử trung tâm điện máy. Giá của HDMI phụ thuộc vào độ dài của cáp, có thể từ 50.000 đến hơn 1 triệu đồng. Câu hỏi thứ hai, nếu laptop không có cổng HDMI có thể tiến hành chiếu HDMI không? Câu trả lời là có. Bạn có thể trang bị thêm một adapter chuyển đổi từ USB sang HDMI. Câu hỏi thứ ba, TV có thể phát nội dung ngược lên laptop hay không? Câu trả lời là không. TV vốn là thiết bị nhận chứ không phải thiết bị nguồn nên không thể xuất dữ liệu sang laptop. Câu hỏi thứ năm, khi thiết bị HDMI trên hình ảnh TV bị co hẹp hoặc bị tràn ra ngoài thì phải làm sao? Câu trả lời của mình là sử dụng remote điều chỉnh lại tỷ lệ hình ảnh TV chuẩn thành 16:9. Câu hỏi thứ năm, khi kết nối HDMI thì có cần thêm dây âm thanh hay không? Câu trả lời là không cần, vì tín hiệu HDMI đã bao gồm cả hình ảnh và âm thanh. Câu hỏi thứ sáu, khi đã kết nối với cáp rồi nhưng TV không hiển thị lên hình ảnh trên laptop thì phải làm sao? Câu trả lời là chúng ta sẽ xem lại xem chúng ta đã bấm tổ hợp phím Windows P trên laptop hay chưa và sau đó chọn vào mục Duplicate và Enter để kết nối. Câu hỏi cuối cùng, TV nào có thể kết nối với HDMI? Câu trả lời là tất cả những TV màn hình phẳng thế hệ mới đều được trang bị cổng HDMI. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhìn vào các cổng phía sau của TV. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ trên có thể giúp ích cho bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Đừng quên chia sẻ cho những người thân và bạn bè cùng biết thêm thông tin này nhé.